Xin kính chào quý vị và các bạn. Báo cáo với lại quý vị và các bạn, với cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa, buổi chiều ngày nay mưa cũng tương đối, mưa suốt từ trưa cho tới chiều. Thế nhưng mà vẫn cứ mặc áo mưa vào để gửi hàng cho các thượng đế. Địa chỉ tới: huyện Phú Xuyên, thủ đô Hà Nội. Đây là mã số của đơn hàng và nhà cung cấp là Khang 1861 Maxi. Cái này là trân trọng gửi tới sư phụ U70. Còn cái này là trân trọng gửi tới sư huynh Lục Tuần ở thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đây là 5 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2. Còn trong này là 2 cái vỏ loa đài Sony 710SC. Còn đây là combo băng cassette đăng lên buổi sáng ngày hôm nay, đã được một người anh em có cái bụng tốt ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc mang biển số 88 đấy, gọi cái từ là yêu thương chiều mến là hai củ lạc đấy nhá. Trân trọng cảm ơn người anh em có cái bụng tốt, trân trọng cảm ơn các thượng đế trên giải chữ S. Thân ái chào tạm biệt. Merci beaucoup.